Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là claim phí BNB, thì đến từ cái dự án là BNB Value. Thì cái dự án này cũng vừa ra mắt hồi hôm thôi nhá. Cái dự án này vừa ra mắt hồi hôm thôi, nhưng mà hồi hôm là mình tưởng nó scam cho nên là mình không có làm video. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy có rất là nhiều brut từ nước ngoài và cũng như là ở Việt Nam là có nhiều brut là rút về rồi. Thì tham gia vào cái dự án này ấy, thì các bạn sẽ được là claim miễn phí là con token BNB BNC Smart Chain ở BF20 nha các bạn. Nói chung là ở cái phần này thì chúng ta là claim phí thôi. Thì ở phần này nó sơ qua một tí thì các bạn dành ra thời gian mỗi ngày các bạn có thể là claim đến là 0,015 BNB ở BF20 nha các bạn, mỗi ngày. Thì, và cái dự án này cũng là một cái dự án đầu tư, và mình khuyên là các bạn nên chơi free, không được đầu tư vào những cái dự án như thế này. Và cái thứ hai đó là mình khuyên các bạn là nên dùng một cái quý mới để tham gia vào cái dự án này nhé. Thì những cái dự án này chúng ta là không nên dùng là những cái quý chính của chúng ta mà đang chứa nhiều coin nha các bạn. Những quý nào mà đang chứa nhiều coin thì các bạn đừng nên đăng nhập vào nhé. Thì các bạn nên dùng một cái quý mới. Còn bạn nào mà cái quý của bạn mà trống lỏng thì có thể dùng cái quý đó nhé. Thì để dùng quý mới cũng đơn giản thôi nhé. Thì các bạn có thể trên quý trade wallet của các bạn ấy, các bạn vào phần cài đặt này nhé. Sau đó các bạn ấn vào phần một các quý này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào hình dấu cộng này. Các bạn chọn vào hình dấu cộng. Sau đó các bạn chọn vào phần tạo quý mới này. Đấy. Sau đó các bạn nhấn vào đây. Các bạn vào tiếp tục. Sau đó thì các bạn copy lại cái chuỗi bảo mật 12 ký tự của các bạn thôi nhá. Các bạn copy lại. Các bạn sao chép lại này. Ok. Đợi mình tí nhá, mình dán ở đâu đó đã. Ok. Sau đó thì các bạn ấn vào nút tiếp tục. Sau đó thì các bạn chọn lại đúng chuỗi 12 ký tự là từ 1 đến 12 nhé. Thì nó để dưới đây nè, cho bạn chọn này. Để nó để 12 ký tự dưới đây cho các bạn chọn này. You the right. Your the right. Always before. Always before. Purity Cassie. Write the withdrawal. Rookie test card. Ok, sau khi các bạn chọn đúng lại chuỗi từ bảo mật từ 1 đến 12 xong thì các bạn chọn vào phần tiếp tục. Ok, thì sau đó các bạn sẽ tạo thành công một cái quý thôi. Thì đây là một cái quý multicoin. Còn bạn nào mà muốn tạo một cái quý Binance Smart Chain thì có thể ở trên đây. Các bạn có thể là tạo trên đây nè. Các bạn nút tạo nè. Sau đó các bạn có thể là chọn tạo quý mới nè. Các bạn chọn là tôi đã có quý nè. Đấy. Sau đó các bạn chọn là Binance Smart Chain. Đấy. Sau đó các bạn dán cái cụm từ các bạn vừa tạo cái quý Multicoin thôi. Các bạn dán cái cụm từ đó vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nhập vào thì nó sẽ ra là cái quý riêng trên mạng lưới Binance Smart Chain cho các bạn thôi ha. Hoặc là các bạn có thể là dùng cái quý vừa tạo cũng được, cái quý Multicoin các bạn vừa tạo cũng được nhé. Ok, thì sau khi các bạn tạo xong ấy thì các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video nhé. Các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn dán vào cái phần mục DApp trên WeChat này nhé. Các bạn dán vào phần mục DApp trên WeChat này. Thì trên quý MetaMask các bạn cũng làm tương tự thôi nhé. Các bạn dán vào. Sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Sau đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này cho các bạn. Đây, đây là giao diện chính của trang web của dự án. Và bước tiếp theo thì để file cache, để claim thì các bạn ấn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Và trước tiên đăng nhập thì các bạn nhớ là chọn logo nhé. Các bạn đổi chuyển sang mạng lưới Binance Smart Chain giúp mình nhé. Các bạn nhấn vào cái logo này. Sau đó các bạn chọn là Smart Chain giúp mình nhé. Các bạn chọn Smart Chain. Ok. Sau đó thì các bạn chọn vào phần dấu ba chấm. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào phần login. Ok, sau đó thì các bạn chọn vào phần user MetaMask chúng ta liên kết nhé. Các bạn chọn vào. Ok, sau đó thì sẽ tự login cho chúng ta thôi. Sau đó thì các bạn tắt đi, các bạn kéo xuống đây. Thì ở dưới phần này nó sẽ có cái mục là dưới phần này nè.
ở phần free wow pay này nè nhé. Thì cứ mỗi 5 phút thì nó sẽ tăng 100%, và cứ mỗi 5 phút thì các bạn cờ like một lần nhé. Khi nào mà tăng lên 100% thì các bạn ấn vào nút cờ like một lần nhé. Các bạn cờ like khoảng là bao nhiêu ấy, và nếu mà đến đủ 100% mà các bạn không cờ like thì nó sẽ không chạy nữa, nó sẽ không tự đào cho các bạn nữa nhé. Thì các bạn lưu ý, cứ 5 phút thì các bạn ấn vào nút cờ like một lần này này. Khi nó đầy 100% này này, các bạn ấn vào nút cờ like. Sau đó các bạn xác thực người máy này. Sau đó các bạn ấn nút xác minh. Ok, sau đó tiếp tục các bạn ấn nút claim. Thì sau khi đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn tắt nó đi nhé. Các bạn đừng ấn vào nút buy nhé. Các bạn ấn vào nút dấu X ở trên phía góc này này, các bạn tắt đi. Sau đó thì nó sẽ cộng vào phần balance của các bạn thôi nhé. Nó sẽ cộng vào phần balance ở trên này cho các bạn. Và tiếp tục nó sẽ tự động đào cho các bạn. Nó sẽ tự động đào cho các bạn, nó chạy dây này. Thì cứ mỗi 5 phút thì nó sẽ đầy 100% thôi. Cứ mỗi 5 phút các bạn vào đây các bạn claim một lần nhé. Thì ở menu rút để rút thì các bạn ấn vào phần withdraw nhé. Các bạn ấn vào phần withdraw thì menu rút của nó ở đây là 0.01 nha các bạn, 0.01. Các bạn lưu ý nhé. Các bạn nào có thời gian thì bỏ ra rảnh các bạn claim, các bạn vào dự án này các bạn claim nhé. Thì mỗi ngày các bạn claim khoảng là 0.015 là đủ menu rút luôn á. Mỗi ngày là các bạn là đủ menu rút luôn á các bạn. Thì sau khi claim các bạn cứ đợi cho nó chạy đấy, sau đó các bạn nút claim thôi. Thì ở trên phần nó sau đó, sau khi claim xong thì nó sẽ cộng lên phần balance của các bạn. Thì khi nào đủ min rút đủ 0.01, đủ 0.01 thì các bạn ấn vào phần withdraw này. Sau đó các bạn chọn điền lại số lượng là max là 0.0, các bạn có bao nhiêu á. Các bạn phải trên là 0.01 BNB nha các bạn. Min rút của nó là 0.01. Đấy. 0.01 nhá. Trên 0.01 thì các bạn mới rút được nhá. Thì sau các bạn điền lại số lượng, sau đó các bạn ấn vào một withdraw thôi nhé. Ok, thì sau khi withdraw xong thì các bạn là có thể là chuyển sang quỹ chính nhé. Các bạn có thể là chuyển sang quỹ chính. Thì những dự án này chúng ta nên làm những cái quỹ phụ thôi. Thì quỹ chính thì các bạn quay trở lại với cái quỹ chính của các bạn này. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ smart chain của các bạn thôi. Các bạn copy lại. Sau đó các bạn chọn lại cái, các bạn chuyển sang cái quỹ phụ của các bạn. Đấy, sau đó các bạn chọn vào smart chain này này. Các bạn ấn vào nút gửi, chúng ta chuyển BNB này sang quy chính lại thôi nhá. Đấy, tối đa là bao nhiêu các bạn điền tối đa, sau đó các bạn nút gửi thôi. Các bạn dán địa chỉ quy chính của các bạn vào đây nhá. Sau đó các bạn muốn gửi bao nhiêu thì bạn gửi, sau đó các bạn nút tiếp theo các bạn gửi thôi nhá. Những dự án như thế này chúng ta nên làm ở ví phụ nhé các bạn. Mình khuyên các bạn là như vậy. Thì ok, thì để lấy link red này, thì để lấy link red thì các bạn có thể ấn vào phần referral program này. Thì bên đầu trong này là sẽ có cái link red cho các bạn này. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ được ăn thêm là 20% từ referral nhé. Các bạn sẽ nhận được thêm là 20% red nó claim được, hoặc là red nó đầu tư. Và ở dự án này mình không khuyến khích các bạn đầu tư nhé. Các bạn đừng nên đầu tư vào những cái dự án này nhé. Rủi ro rất là nhiều nha các bạn. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào claim con BNB Binance ở mạng lưới Binance Smart Chain. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.